Đoạn, đừng có đi. Ra. Con nhìn lại cô xem, cô vừa già vừa xấu, da dẻ thì như thế kia, làm sao mà xứng đi bên cạnh anh ấy? Cô vô xem gương đi. Tôi là Linh, 28 tuổi, hiện đang là một nhân viên văn phòng. Ngoài thời gian đi làm, niềm vui duy nhất của tôi chính là chăm sóc gia đình. Tôi đặt phần lớn thời gian vào việc dọn nhà, nấu ăn, giặt giũ, mà quên đi bản thân mình cũng cần được quan tâm, chăm sóc. Còn anh, chồng của tôi là một người đàn ông thành đạt, hình mẫu không biết bao nhiêu cô gái. Chúng tôi đã từng rất là hạnh phúc. Nhưng dạo gần đây, anh thường đi sớm về muộn, hay ra ngoài lúc nửa đêm. Alo, anh hả? Sao khuya rồi mà còn chưa về nữa? Chán lắm, không về đâu. Của anh khiến tôi bừng tỉnh. Thay đổi của anh thôi thúc tôi phải suy nghĩ lại. Tôi vì gia đình, còn ai sẽ vì tôi? Linh, phải em không? Lâu lắm mới gặp em. Chào anh. Em dạo này khác quá, anh suýt nữa là không nhận ra. Tốt nhất á, là bây giờ anh nên bên cạnh cô người yêu mới của anh á. Thật ra trong suốt thời gian qua, anh cảm thấy rất hối hận về việc mà mình làm. Cho anh cơ hội sửa sai. Điều xứng đáng á, sẽ dành cho người xứng đáng. Còn anh á, thì không. Sự hy sinh suy cho cùng chính là xuất phát từ tình yêu thương lớn lao mà chúng ta dành cho gia đình. Nhưng phụ nữ ơi, hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn nhé. Hãy dành nhiều thời gian để chăm sóc, tìm hiểu bí quyết dưỡng da, thay đổi chính mình và trở nên đẹp hơn mỗi ngày. Và bí quyết của tôi chính là đến vì thẩm mỹ Diva. 8 tháng 3, chúc cho chị em chúng ta luôn xinh đẹp, hạnh phúc, tràn ngập yêu thương và đặc biệt là tỏa sắc rực rỡ theo cách riêng của mình. Hãy để Diva giúp bạn đẹp hơn mỗi ngày.